Chào mọi người, hiện tại thì không khí và ngoài đường xá rất là bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Và mọi người hiện tại thì đang ngóng trông đến ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Và thời gian thật là diễn ra rất là nhanh. Và mới đây chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày Tết rồi. Đường xá bắt đầu nhộn nhịp lên và mọi người đang trong tâm trạng là háo hức muốn trở về quê nhà, đoàn tụ bên gia đình, người thân của mình trong những ngày sắp tới đây. Và hoạt động của ngày Tết đang dần đang diễn tiến. Và vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch sẽ Tết sẽ kéo dài cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Và khoảng thời gian này thì ngoài đường xá sẽ có những cái ngoài đường xá và những cái nơi mà trung tâm sẽ diễn ra những cái hoạt động để đón chào năm mới, ví dụ như những hoạt động về múa lân, đường hoa, lễ hội, rồi người ta đi viếng thăm, rồi chùa chiền này kia. Do đó là mọi người ai cũng nô nức đến ngày đấy và họ cũng đi mua sắm. Và giờ đây thì Nga sẽ dẫn các anh chị và các bạn tham quan những cái ngày sắp đến Tết, và đặc biệt là mình sẽ dẫn các anh chị và các bạn đến ngay khu trung tâm thành phố tham gia và tham quan hiện giờ thì trục đường Nguyễn Huệ đang diễn ra như thế nào. Vì gần sắp tới Tết thì ở trục đường này thường có những cái hoạt động văn nghệ và những hoạt động của ngày Tết diễn ra. Và Nga cũng cho các anh chị và các bạn xem qua về mô hình của đường hoa Nguyễn Huệ trong thời gian sắp tới đây. Và xin mời các anh chị và các bạn theo dõi. Ở các thành phố lớn, một số con đường được trang trí đầy hoa với nhiều màu sắc rực rỡ, bắt mắt, hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan và du lịch. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân ở Tao Đàn. Năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đường hoa thứ 16 liên tiếp do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp với các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng phương xa, với tổng chiều dài 720m, sẽ quy tụ những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật, đan xen với công nghệ. Ba phân đoạn chính của đường hoa gồm thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, thành phố thông minh, thành phố của tương lai và đô thị sáng tạo. Mở đầu đường hoa 2019 với cổng chính cao 6m8. Cổng đường hoa có 3 cụm riêng biệt, tổng cộng có 15 linh vật đủ sắc thái cảm xúc, thể hiện sự đầy đủ, phồn vinh, vui vẻ, yêu đời và hớn hỉnh. Ở vị trí trung tâm là đại gia đình Hợi, với 9 thành viên cùng nhau đi chơi Tết, sắm Tết ở chợ Bến Thành. Trong đó, heo cha cao 2m9, heo mẹ cao 2m6, bận trang phục, áo dài nón lá hoặc áo dài khăn rằn đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Hai cụm linh vật ở hai bên cổng đường hoa, mỗi cụm có 3 chú heo cùng với 7 chú heo cổng chính, tất cả đều mặc trang phục áo dài nhiều màu sắc, họa tiết xinh xắn phối hợp với nón lá, khăn rằn, mũ lưỡi trai hoặc đeo băng đô. Linh vật được thiết kế tô vẽ màu sắc vui vẻ, ánh mắt cười đùa, chú thì cầm bánh, chú thì ôm đèn, chơi đàn, thể hiện đặc trưng của linh vật Hợi ở tinh thần lạc quan và yêu đời. Điều đặc biệt nhất của đường hoa Kỷ Hợi năm 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Sự xuất hiện của chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương nuôi heo đất, Tết làm điều hay, chung tay góp sức cho học sinh nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Phân đoạn đầu tiên của đường hoa Nguyễn Huệ năm 2019, thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, tràn ngập sắc xuân với hoa đủ sắc, bánh chưng, bánh tét, ngũ quả đón xuân, dưa hấu đỏ. Kế tiếp là
kênh đào nổi tiếng ngày xưa được tái hiện ngay chính nơi đó đã từng hiện diện. Những chiếc thuyền chở đầy hoa trái, nương theo những con sông, cách điệu bằng tre nứa, xuôi dòng cập bến. Khi màn đêm buông xuống, những cuộn sóng được thắp ánh sáng như ánh trăng màu bạc cùng thuyền chở hương xuân. Ngoài ra, ở một số tỉnh thành cũng trang hoàng các con đường ở trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu chơi xuân hàng năm của người dân tại địa phương. Mọi người đừng bao giờ bỏ lỡ những cuộc thú vui như thế này nhé.